Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 17. Đó là bài thực hành và trải nghiệm với các đơn vị kg và lít ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Bữa hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 1. Em cầm quyển sách rồi cầm bút chì. Em ước lượng xem quyển sách nặng hơn hay là nhẹ hơn bút chì rồi viết nặng hơn nhẹ hơn vào dấu chấm. Như vậy chúng ta có hai đồ vật. Đồ vật thứ nhất là chúng ta có một cái quyển sách. Đồ vật thứ hai là chúng ta có bút chì. Như vậy thì theo các em cái nào nặng hơn? Khi các em cầm lên thì các em sẽ thấy quyển sách sẽ nặng hơn bút chì, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ viết này, quyển sách nặng hơn bút chì. Nặng hơn bút chì. Ngược lại thì bút chì sẽ nhẹ hơn quyển sách. Như vậy ở đây các bạn sẽ điền từ nhẹ hơn. Đấy. Vậy ở cái ý đầu tiên, ý A, chúng ta sẽ điền được hai cái cụm từ như sau: quyển sách nặng hơn bút chì và bút chì thì nhẹ hơn quyển sách. Sang ý B, bạn nào chưa xong ý A thì các em dừng một chút, tiếp tục làm cho xong ý A đi. Sang ý B, quan sát hình bên rồi viết nặng hơn, nhẹ hơn hoặc là cân nặng thích hợp vào chỗ chấm. Như vậy ở đây các em nhìn thấy, chúng ta thấy một cái cân này là cân thăng bằng. Khi cân nó chỉ vào vị trí chính giữa như thế này, đây tức là cân nó đang chỉ vào vị trí chính giữa. Khi cân ở vị trí chính giữa thì hai bên là sẽ bằng nhau, đúng không ạ? Cân bằng, cân nặng là như nhau. Như vậy thì 5 quyển sách, đây chúng ta có 5 quyển sách, 1, 2, 3, 4, 5 này. 5 quyển sách này thì cân nặng 1kg. Vậy chúng ta sẽ điền là 5 quyển sách cân nặng 1kg, bởi vì cái đĩa cân này nó đang chỉ vào chính giữa. Đấy. Như vậy 5 quyển sách là cân nặng. Đây các bạn điền cụm từ là cân nặng. Hai bên bằng nhau. Hai bên bằng nhau tức là 5 quyển sách sẽ cân nặng là 1kg. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong thì các bạn dừng lại một chút, tiếp tục làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 như sau. Em ước lượng vật nào nặng hơn, vật nào nhẹ hơn rồi viết nặng hơn, nhẹ hơn thích hợp vào chỗ chấm. Chúng ta có một quyển sách và một cái bút mực. Theo em thì cái nào nó sẽ nặng hơn? Rõ ràng là quyển sách này thì nó sẽ nặng hơn cái bút, đúng không? Đấy, như vậy ở đây chúng ta sẽ điền là quyển sách nặng hơn bút mực. Quyển sách nặng hơn bút mực. Quyển sách nặng hơn bút mực thì bút mực sẽ nhẹ hơn quyển sách. Như vậy ở đây các bạn điền cho cô cụm từ nhẹ hơn. Bút mực nhẹ hơn quyển sách. Rồi, tiếp theo chúng ta có một cái bút chì và một cái hộp bút. Thì chúng ta sẽ thấy là bút chì thì nó sẽ nhẹ hơn so với hộp bút. Như vậy ở đây các bạn điền là bút chì nhẹ hơn hộp bút. Bút chì nhẹ hơn hộp bút. Ngược lại thì hộp bút này sẽ nặng hơn bút chì. Như vậy ở đây các bạn điền là nặng hơn. Hộp bút nặng hơn bút chì. Như thế chúng ta đã vừa hoàn thành thêm được bài tập số 2. Những bạn nào bài chưa xong, các bạn tiếp tục dừng lại để làm cho xong. Bây giờ chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 ở đây yêu cầu các bạn quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Đây chúng ta có túi cà phê. Túi cà phê nặng. Đây các bạn xem thử là cái kim màu xanh đang chỉ đến số mấy. Như vậy cái túi cà phê này, cái kim màu xanh đang chỉ đến vị trí giữa số 5. Như vậy túi cà phê này cân nặng 5 kg. Túi gạo cân nặng bao nhiêu? Đây là túi gạo. Vậy các bạn nhìn thấy này, cái kim màu xanh đang chỉ đến số 7 đây. Như vậy túi gạo nặng 7 kg. Túi gạo và túi cà phê cân nặng tất cả bao nhiêu kg? Như vậy muốn biết cả hai túi này nặng tất cả bao nhiêu thì các bạn sẽ nhẩm lấy 5 cộng với 7. 5 cộng 7 bằng 12. Như vậy túi gạo và túi cà phê cân nặng tất cả sẽ là 12 kg. Túi gạo nặng hơn túi cà phê bao nhiêu kg? Muốn biết túi gạo nặng hơn túi cà phê bao nhiêu kg thì các em lấy cân nặng của túi gạo là 7. Các em trừ đi cân nặng túi cà phê tức là trừ đi 5. Như vậy 7 trừ đi 5 thì túi gạo sẽ nặng hơn túi cà phê là 2 kg. Như thế là trên đây cô và các em đã vừa đi xong được cái tiết số 1 của bài 17 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video mới thì các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.